À, Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Ở với ông chủ. Ở với ông chủ. Ông chủ. Ở với ông chủ à? Ăn cơm đâu? À, dễ đây lắm. Là ai? Chú Tiến có người yêu chưa? Dạ con cũng chưa biết. Hôm nắm tay chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Năm chưa nắm tay luôn. Dạ. Mình tôn trọng bạn nữ mà. Em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quỳnh Linh và anh bên kia và quý khán giả. Em tên là Ngô Thị Cẩm Tiên, em 22 tuổi, em ở Lâm Đồng ạ. Rồi, em làm công việc gì? Em làm nhân viên phòng vé xe khách ạ. Nhân viên phòng vé xe khách hả? Dạ. Em là làm ở trên Lâm Đồng luôn hay là ở Sài em Đồng? Em ở quận Tân Bình chị. Rồi. Mời nhà trai. Mình tin giới thiệu là mình tên là Hồ Minh Tiến, 24 tuổi, quê ở Tây Sơn Bình Định. Tiến làm công việc gì? Dạ em làm bên cơ khí. Tiến làm ở đâu? Ở quận 12 An Phú Đông. À vậy cũng gần rồi, Tân Bình với quận 12 á. Dạ. Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Ở với ông chủ. Ở với ông chủ. Ông chủ. Ở với ông chủ à? Ăn cơm đâu? À, dễ là ai? Con cầm micro, con cầm micro đi con gái. Ăn cơm đâu nè? Con ăn cơm ở nhà ba con. À, vậy đây hả? Là ai nè? Chú của con. Chú tên gì? Chú của con tên là chú Tiến. Chú Tiến có người yêu chưa? Dạ con cũng chưa biết. Hôm nay con có muốn chú Tiến có người yêu không? Dạ muốn. Rồi. Rồi chút xíu con nói tiếp nha. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho bên kia nghe đi Tiến. Biết nấu ăn, biết chăm gia đình, mọi thứ đều biết làm hết. Chào chị Ngọc Lan. Rồi đó là ưu điểm đúng không? Ngược điểm là khó tính. Khó lắm. Khó tính là gì Tiến? Dạ nhưng mà làm không vừa ý mình thì mình không thích. Vậy đó hả? Dạ. Làm sao mới vừa ý vậy em? Thì theo bạn nữ thôi. Thì theo bạn nữ thôi. Nhiều vấn đề lắm. Dạ nhưng nhiều vấn đề lắm. Giọng Bình Định rõ luôn. Rồi, rồi nhà gái. Bây giờ nhà gái bớt rung chưa nè. Rồi nói về ưu điểm của mình nè. Nhược điểm của em là hậu đậu với lại ngại trước đám đông. À, hèn gì em rung quá trời rung, đúng rồi đó. Rồi ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là ưu điểm thì em chỉ có vui vẻ hòa đồng thôi. Đúng rồi. Em là rất là nhiều ưu điểm nè, em rất là dễ thương nè, nhỏ nhỏ xinh xinh nữa nè, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, nhiêu đó là nhiều ưu điểm rồi. Bên đây nè, đường tình duyên sao Tiến? Dạ, tại một mối tình. Mối tình nó kéo dài không Tiến? Tìm hiểu một năm á, nhưng là thấy không hợp nên là nói bạn đó là bạn thôi. Cô nói sao không hợp? Dạ, như là ăn chơi xa đồ. Quen nhau một năm hả? Tìm hiểu thôi, một năm thôi. Tìm hiểu thôi hả? Có nắm tay chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Năm chưa nắm tay luôn. Dạ. Mình tôn trọng bạn nữ mà. Không nắm tay mới không tôn trọng nữa. Tại em không nắm tay nên không nắm tay mới chia tay đó. Ai cũng nói em vậy mà. Nói quen mà gái mà không nắm tay chắc người ta nghĩ mình không thương người ta. Đúng rồi. Do ngại rồi. Ngại nắm tay đó. Bây giờ không nắm tay. Nhưng ai. Mà có nói với người ta là em ơi, người ta rủ em đi chỗ quán đó nói chuyện đó cầm tay mà em đâu cầm. Quán luôn á hả? Quán quán là chỗ nào? Thì ta uống cà phê rồi rủ đi chỗ quán kia. Cà phê mà quán gì? Uống cà phê xong đi vô đường quán á. Đường vắng là đường nào, cái cung đường đó tên gì mà vắng? Khu công nghiệp đó, khu công nghiệp V-Ship á. Hay là tại vô đường tối quá em sợ ma, cái em không có nắm tay được, em run quá. Mình biết chị muốn nắm tay mình mà mình không muốn thì thôi, giờ biết làm sao. Vậy là em đâu có thích người ta. Thì không thích xong em mới nhận làm bạn. Bây giờ quen làm ơn nắm tay giùm nghe. Thì khổ mày thiệt luôn. Chúc tụi bắt nắm tay. À chào em gái. Dạ em chào. Bên kia sao nhát quá vậy? Mình có nhát không? Dạ không. Không hả? Dạ. Mình mấy mối tình rồi? Dạ hai mối tình. Hai mối hả? Mối kéo dài bao lâu? Dạ khoảng tầm 1 năm với lại khoảng mối tình sau là hơn 1 năm ạ. Ông không có nắm tay mình không? Có. Chuyên nhát như bệnh nhân sao? Chuyên nhát như bệnh nhân sao? Đúng rồi. Nếu mình quen lên. Nếu mình quen 1 năm mà cái ông nó không nắm tay mình nghĩ người ta làm sao? Không thật lòng. Không thật lòng. Thấy chưa? Thấy chưa Tiến? Quen 1 ngày thôi mà không nắm tay là tôi cũng chia tay liền. Trời đất ơi. Trời ơi trời, thời buổi này 2023 rồi. Ôi bà quá rồi, không được.
ta quen nhau từ từ, nắm tay chứ. Bây giờ á, mình quen hai mối tình rồi, mối tình dài nhất là mấy năm? Một năm, đại loại là một năm tháng hơn. Sao chia tay? Do bạn nam bất đồng quan điểm hay cãi nhau, với lại trong những cái thời gian mà quen nhau á, bạn đó càng ngày càng ích kỷ. Ích kỷ là sao? Thí dụ cụ thể một cái vấn đề gì đó đi, để cho bạn kia rút kinh nghiệm. Ví dụ trong những lần đi ăn á, luôn là tính toán chi ly. Em có dắt về nhà em rồi, nhưng mà không hề chi một đồng nào hết. Không chi được đồng nào luôn. Được cái miệng thôi, chỉ là được cái miệng thôi. Được cái miệng, không có chi. Đàn ông kỳ lạ ta. Trời đất. Sao Tiến? Em không nắm tay ta chứ em có chi tiền không Tiến? Em thoáng á. Hả? Em thoáng lắm hả? Dù em không nắm tay nhưng em vẫn chi tiền hả? Vẫn chở đi chơi bình thường. Có chi ly không? Dạ không. Đó, được. Vậy được không? Dạ được. Được đúng không? Cái em cần là phải tôn trọng gia đình em. Tôn trọng gia đình em, bạn gái, được không Tiến? Dạ được. Người lớn phải tôn trọng rồi. Hỏi Tiến coi mẫu hình lý tưởng của Tiến đúng là gì? Dạ, của em là cao 1m60. 60 hả? Thấp chút được không? Thấp cũng được, do ba mẹ đẻ nhiều đó đỡ, sẵn nhiều đó giờ có muốn cao không được đâu. Mình em muốn thôi, còn bạn gái bên kia nó lùng thì cũng chịu thôi, giờ nó làm sao. Số trời đã định hả? Dạ. Giỏi gì nữa? Hơi chán. Giờ lỡ đen thì sao? Đen cũng chịu luôn. Ba mẹ đe dọa đỡ dạy ở đâu ta tránh được đâu. Số trời đã định. Dạ. Rồi hôm nay Tiến đi với ai nè? Đi với ông chủ chỗ làm. Ông chủ. Chào ông chủ. Chào anh Huyền Linh. Chào mọi người trong khán phòng. Em là anh trai của Tiến. À, anh ruột á hả? À, anh họ. Anh họ dạ, đúng không? Anh họ. Tiến nhà nó hiền vậy không? Nó giả bộ. Người chững chạc như vậy thôi. Chú Tiến tốt không con? Dạ, chú Tiến cũng thuận thường chọc ma con. Nên con sợ. Chú Tiến ở nhà có nóng tính không? Dạ, cũng không. Bây giờ con thấy đây là cô này là... Đúng là thím đó. Thím này được không? Dạ, con thấy được. Lành mà lành ghê luôn á. Quá trời lành luôn, dễ thương mà rất là ngoan. Rồi nha. Ông chủ ơi, bây giờ cho hỏi là sao mình thấy cô này thấy hợp với lại Tiến không? Anh Tiến thì chắc phải mua vé xe khách đi nhiều lần chuyến mới có cơ hội gặp em này để tìm hiểu thêm. Thôi cảm ơn ông chủ nhiều ha. Em gái đi với ai? Dạ em đi một mình. Một mình hả? Để đó chị Lan lo cho. Thôi mở rào cho hai nhỏ gặp mặt đi. Đúng ha. Đúng rồi, chứ nôn lắm rồi. Mở rào. Hết luôn chưa? Hết rồi. Ừ. Thôi, nào. Em có món quà tặng anh. Để cho anh thêm sức khỏe, em tặng cho anh. Tặng gì vậy? Hai miếng tạc cho nâng cơ. Trời đất ơi, tao lấy ra coi Tiến. Cầm tập thử coi lên cơ không? Tập trước mặt em gái con hợp không kìa. Cục tạ nặng quá ha. Này chắc tặng cho gái. Rồi còn rồi. Nhà trai tặng cho nhà gái cái gì? Nhà gái mở ra cho khán giả xem đi. À, móc khóa bạn muốn hẹn hò. Dễ thương quá. Ui, vậy có móc khóa vậy luôn đó hả? Có chứ, bạn muốn hẹn hò. Này là em làm hay sao? Dạ. Là công việc của em đó hả? Trời ơi, giỏi quá. Bữa nào làm tặng Quyền Linh Ngọc Lan hai cái khóa đó. Có luôn hả? Rồi để con nó lên tặng coi. Họ làm ghê không? Dễ thương. Qua đây coi nào. Hả? Tặng cho chú đúng không? Con tặng chú với cô luôn. Hả? Con tặng chú với cô luôn. Sao con cái mà tặng hai người? Tặng hai người luôn ạ. Ủa mà giờ có một cái mà tặng hai người là sao? Là hai người xài chung á. Là hai người xài chung á. Sao xài chung được? Bây giờ cô Lan muốn có một cái riêng à. Vậy thì cô Lan khỏi dùng đi. Vậy thì cô Lan khỏi dùng đi. Sao vậy? Nhưng mà cô Lan thích cái này đẹp quá. Vậy dùng chung cũng được mà. Trời đất ơi. Nó nói hay quá vậy ta. Trời ơi, đã quá. Con tên gì vậy? Con tên Nguyễn Hà Quân Cốt. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi rưỡi. Trời ơi, con xin mẹ cho qua nhà cô Lan chơi đi.
Con đâu biết nhà cô Lan ở đâu rồi. Cô Lan chở qua. Dạ. Ha, cho xin mẹ đi, xin mẹ. Lành ghê luôn rồi. Chú Linh với cô Ngọc Lan cảm ơn con nha. Đẹp quá trời đất này, luôn. Chứ để trời ơi trời. Cô Ngọc Lan vậy thôi khỏi xài đi. Đáng rồi. 3, 2, 1 đứng dậy nè. Đó. Tôi không biết sao mà đứng chung sân khấu được đó. Tạo điều kiện cho tự đứng dậy. Bây giờ nói chuyện ngoài hơi nhiều thôi, hai đứa nói chuyện nhau đi. Bà không thích gì quà đàn ông? Em không thích gì quà người con trai. Em không thích người con trai nhậu nhiệt, với lại không biết chăm lo gia đình, không biết thấu hiểu phụ nữ. Anh thì chăm sóc gia đình bình thường, biết nấu ăn. Không, các em cần là thấu hiểu người con gái mình đang buồn lúc nào và vui, mình phải biết cái cảm xúc của người con gái nữa nè. Tiếp xúc nhiều sẽ biết thôi. Đúng rồi anh, từ từ rồi anh sẽ biết, về với em anh sẽ biết. Về với em anh hết nhắc gái. Về với em anh hết nhắc gái. Hỏi ơi, chừng nào em muốn có gia đình? Chừng nào mà muốn có gia đình? Chừng nào kinh tế hai bên ổn định là được anh. Chừng nào anh muốn lập gia đình ạ? 2 năm. 2 năm hơi lâu á. Nói chung là tùy theo thôi. Được thì không cần 2 năm, 1 năm cũng được. Quen em anh có dám nắm tay không? Quen em anh có dám nắm tay không anh? Tìm hiểu kỹ thì vẫn nắm tay bình thường. Ủa chứ sao bạn gái quen vừa rồi 1 năm mà không nắm tay anh? Nói chung quen 1 năm mà ít khi gặp. Người đó ở quê đâu có gặp đâu. Em ở ngay Tân Bình này cũng dễ gặp mà. Tân Bình ở khúc nào ấy? Ngay Hoàng Văn Thụ, gần gần công viên Hoàng Văn Thụ. À. Lấy nhau rồi thì kinh tế ai là người nắm nè, ai giữ tiền nè, ai chi tiêu nè. Em thì không quan trọng ai giữ tiền cả. Quan trọng bạn đang có biết chi tiêu, đưa tiền chi tiêu hàng tháng hay không. Ví dụ như 1 tháng lương khoảng tầm 8 triệu về biết phụ chi với vợ con là được. Em không có nhiều. Giữ hết. Phụ tầm 50 hoặc 40-50 gì đó. Tùy lòng bạn trai à. Theo tiếng thì làm 8 triệu mình chi cho vợ nhiêu nói đi. 4 triệu. Người ta nói là 50-40 như vậy thôi. Nhưng mà mình cũng phải hiểu là mình đưa, dù làm 8 triệu mình đưa 7 triệu rưỡi chứ. Dù làm 8 triệu mình đưa 7 triệu rưỡi chứ. Đùa dữ vậy. Đùa dữ vậy. Đưa rồi ra đường không có gì đâu. Em ra đường em có xài gì đâu. Ăn cho nó bụng chết sao. Trời ở nhà vợ nấu cơm cho nè. Con lo hết rồi. Ừ. Đi chơi với bạn bè chứ. Đi chơi dắt vợ theo. Có vợ rồi tính đi chơi ở đâu nữa. Đi chơi với bạn bè, cái nào nên dắt thì dắt, cái nào nên không dắt thì không dắt. Rồi không lẽ giờ tính cưới vợ xong đi chơi với bạn bè suốt vậy hả? Đâu có đâu. Tháng lâu 500 ngàn thôi chị. Phải dành thời gian cho gia đình nữa. Thôi tôi phản đối chị, đưa 8 triệu đưa 7 triệu rưỡi. Không, 7 triệu rưỡi. Đưa 7 triệu thôi cũng được ha. Bây giờ bển làm ép nhà trai tôi giữ vậy. Bây giờ nè, Tiến tới đây. Vụ này nó cần phải làm liền. Trời tay lạnh ngắt như đá luôn. Anh lạnh như vậy. Nắm tay thấy sao? Ấm áp. Ấm áp hả? Dạ. Chắc diệu kỳ lắm. Diệu kỳ lắm hả? Thì đúng rồi. Lần cuối cùng nắm tay là cách đây bao lâu? 5 năm rồi. Trời ơi. Tim đập mạnh không? Mạnh rung tay rung chân luôn. Mạnh rung tay rung chân luôn. Nãy giờ nói chuyện mình thấy bạn gái, sao nói cho bạn ấy biết đi. Cho cơ hội đó bấm nút nha. Anh muốn đi mua vé Tân Bình gì đó, đi Lâm Đồng, Đà Lạt gì đó. Em đâu đi xe khách được đâu, em đi xe máy, em đi hoài. Em đâu có đi xe khách được đâu. Người ta bán vé mà nói vậy, ai bán nổi nội. Nói lại. Nói lại. Bên nói em có vé phòng đôi luôn á. Đó. Phòng đôi mình dắt nhau về nhà má em. Đó. Đó. Mình qua mua vé đó là cái cớ để gặp em. Nói lại nào. Dạ, cuối tháng đi Lâm Đồng nha. Nếu có cơ hội thì đi ạ. Thôi, được rồi, hai đứa về ghế nào. Trước khi đưa ra quyết định của mình thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi hãy quyết định. Và khi đã quyết định rồi thì phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Bấm nút bằng cả trái tim của mình chứ không phải vì một điều gì hết. Hai bạn nhớ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn chính thức. Trời ơi, thấy không? Chưa nói gì là nói vô luôn liền. Quen rồi đúng không?
Bây giờ là mê lắm. Bây giờ nắm tay sướng không? Sướng. Sướng ha. Bây giờ cái này nó mới hấp dẫn đó nè. Vô vô. Giờ mình xin hôn một cái nha. Trời. Ủa làm gì vậy? Nói vậy mà ơi, tôi thấy kỹ luôn ở đây nè. Lần đầu tiên tôi thấy người ta hôn vậy đó. Ủa như vậy là hôn chưa? Chưa. Hôn rồi. Hôn sao vậy? Vậy rồi. Ai mà hôn mà dựng cái đầu luôn. Ờ. Cái... nhẹ nhàng mà tiếng nè, để cầm lên. Nói vậy đó, nào làm lại coi. Vậy cho, rồi để cái tay lên cầm. Để nhìn cái cầm này đó. Rồi, để vô, mạnh vô, hít, hít. Em tên là Lê Hữu Đạt. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ Tiền Giang. Em tính từ Cái Bè Tiền Giang và hiện em đang công tác, em là kỹ thuật viên về nấm. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Chào, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chơi, chào tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. À, em tên là Lê Thị Vân An, em 26 tuổi, em là nhân viên nhà nước, công tác tại khu quản lý giao thông đô thị số 3 thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng 26 luôn, đồng chất đồng màu luôn. Nhưng mà người ở thành phố, người ở Tiền Giang nha. Gần xịt có gì đâu. Dạ, quê em ở Bến Tre. Ủa vậy hả? Đi ngang ạ. À. Vậy là cùng đường về rồi. Rồi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi An? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mà 2 mối tình của em nó giống như có quy luật vậy đó anh. Cứ 2 năm rưỡi là chia tay thôi. Mà lý do tại sao mình lại chia tay? Mối tình thứ nhất thì anh đó anh hơi lăng nhăng. Anh nhắn tin cho em rồi nhắn tin cho cái người sau á. Thì vô tình là hai đứa em phát hiện được rồi. Hai đứa gặp nhau thương lượng. Hai đứa là hai đứa gái hả? Dạ. Anh đó là hai đứa hẹn ảnh ra ngồi. Hỏi anh chọn ai. Vậy mới cao cờ chứ. Anh trốn luôn, anh đâu chịu gặp đâu. Trốn luôn hả? Rồi mối thứ hai sao em? Mối thứ hai thì trong lúc thất tình, cô đơn, cái đi làm thì hai người gặp nhau, cái tâm sự, tâm sự với cái yêu nhau luôn. Nhưng mà sau 2 năm rưỡi thì sao chia tay luôn? Anh này thì ảnh nặng gánh gia đình, rồi lo cho mẹ, lo cho em, rồi lơ là với chuyện tình yêu quá. Nên là em lại quyết định ra đi. Thôi bây giờ nghe tới tình sử anh bên kia coi. Em với bạn cũng đồng cảm. Em cũng có 2 mối tình và cũng tự tự với tình của bạn. Trời đất ơi. Coi chừng bên kia nha. Thôi thôi bên đây. Nãy giờ nghe giọng có thấy quen gì không? Con có quen không nha? Dạ không quen rồi. Nó mở màn lên nó trời ơi thì ra là em. Thì ra là anh. Mối tình cuối cùng cách nay cũng 1 năm. Mối tình đầu của em thì cũng quen nhau 2 năm rưỡi. Rồi, sao chia tay? Bạn kia nhỏ hơn em tuổi. Khi mà ra trường thì em ra trường trước, em đi làm trước. Rồi cái môi trường thay đổi thì bạn kia cũng có qua lại với một anh khác. Rồi tới em phát hiện cũng tương tự như bạn đó vậy đó. Trời ơi, người còn mối tình thứ hai? Đang thất tình vậy đó. Cái cũng gặp một cô gái cũng đang thất tình. Rồi sao giống dữ vậy trời. Hai người quen biết nhau trên mạng rồi qua lại. Rồi cũng quen nhau được đâu khoảng 8 tháng rồi chia tay luôn. Thôi bây giờ cặp này nếu mà được là mình phải cưới nhau sớm sớm nha. Cưới trước 2 năm rưỡi nha. Cái mức 2 năm rưỡi nó nguy hiểm lắm à, nó có huông à. Bạn gái có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho bạn trai bên đây nghe coi. Em có khuyết điểm là hơi bị lạnh lùng, khó gần. Ưu điểm thì chắc là hòa đồng với người thân thôi. Chọc mọi người vui vẻ này nọ. Mà chỉ thân thôi, còn người lạ là người lạ lạnh lùng tuyệt đối không tiếp xúc. Bạn trai thì sao, mình có ưu khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, em dễ tiếp chuyện lắm, em biết nấu ăn. Còn tật xấu của em thì em hay nóng tính. Em hiền khô nóng tính gì? Dạ tại hiền hiền như thế chứ lâu lâu ghìm ghìm cũng bộc phát à. Em thì cái gì cũng biết sơ sơ, nhưng có cái ưu đồ là không biết à. Dù bữa nay lên đây mặc đồ lên đây là ai ủi? Có chứ, mấy chị trong biên tập viên ủi. Chị anh ủi cho em sáng với ai ủi. Trời đất ơi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Mẫu người đàn ông của gia đình. Cái đó anh làm được em ơi. Nhưng mà anh phải tập ủi đồ nha. Sao vậy? Ủi cho em với. Đừng có em không biết ủi đồ luôn nha. Không, em ủi được, cái gì em cũng biết làm, mà em làm cũng giỏi rồi. Bạn trai thì biết nhậu nhưng mà đừng có mê nhậu. Thích con gái nhưng mà đừng có mê gái. Chơi với bạn cũng đừng có mê bạn luôn. Ta thích ta mê rồi sao? Cái đẹp thì ai cũng thích nhưng mà đừng có chạy theo luôn rồi bỏ những cái hiện tại á. Kiểu đuổi mồi bắt bóng á. À em thích bạn trai cười đẹp, răng cười trắng đẹp. Cười đẹp, răng trắng. Coi ở bển cười ra coi răng đen thôi xuống luôn đi. Này không hút thuốc nữa nha. Em thì bị dướng với thuốc mà không hút thuốc được. Rồi tốt. Chiều cao cân nặng gì không? Cân nặng khoảng 1m65 trở lên là được. Dư xăng. Rồi vậy bên đó có tiêu chuẩn gì? Em là cần người phụ nữ cá tính, phải có ý kiến riêng. Tại vì nhiều lúc trong cuộc sống thì vợ chồng thường trao đổi ý kiến, mà hỏi vợ thì vợ nó thôi sao cũng được, không thích như vậy. Trời, gặp người đó mà cũng chết luôn. Nó
muốn vợ có chính kiến, nhưng mà vợ nói ý kiến ra có nghe hay không hay là nếu mà đúng thì nghe, mình phải có suy nghĩ, mình chọn lọc để chứ. Nói chung là tôn trọng ý kiến của vợ luôn. Đúng rồi. Được rồi, vậy thôi ha, vậy là qua coi nha. Dạ. Thích vậy thôi. Chào chị. Rồi bên đây em cao mét mấy? Em có mét sáu mấy à. Sao mấy sao nhìn thấy cao vậy? Nó chơi chị với em 83. Trời ơi. Đúng này cũng vậy, đứng lên coi. Được không chị? Rồi được, cao. Giống như cao, giống như cây tre miễu vậy. Năm vô. Được. Đợt này mà nếu được thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Phải có tìm hiểu khoảng 1 năm đến 5 rưỡi có thể kết hôn được. Đúng rồi, chứ đừng có 2 năm rưỡi nha. Dạ đúng rồi, em nói nghe 2 năm rưỡi cũng sợ. Mà giờ trước khi đi ở nhà ba mẹ có dặn dò gì không? Có dặn. Dặn là khi nào mà dụ được á thì đem về cho ba mẹ coi. Dụ ba mẹ nào mà dặn dụ? Dụ cho ông thêm vô á. Để em tự nguyện anh ơi, đừng có dụ dỗ. Rồi bây giờ sống là lập nghiệp ở đâu? Dạ. Bây giờ lấy vợ lập nghiệp ở đâu? Mỹ Tho. Rồi có xin việc gì ở Mỹ Tho cho cổ làm được không? Dạ được. Sao ông mạnh miệng vậy, em suy nghĩ gì chân vậy? Muốn về Mỹ Tho lập nghiệp thì em vẫn tìm được. Chắc chắn quá ha. Nghe rõ rồi hả em ha? Em không thích điều gì ở người bạn gái. Em không thích là người con gái lừa dối. Chứ không. Không giữ lời hứa. Đến qua anh hỏi cô có lừa dối có... Không, bên đây người ta cũng bị lừa dối mà. Chào em. Nếu mà anh ấy chịu thì khoảng bao lâu em có thể chấp nhận để anh ấy bước đến? Với em là yêu là cưới thôi anh. Wow, yêu là cưới. Hay đấy. Em có phải là mẫu người phụ nữ thích lãng mạn hay là không thích lãng mạn? Em thích lãng mạn nhưng mà nó nằm trong một cái khuôn khổ nào đó thôi. Đừng có cái kiểu như là tạo mưa hay là nửa khuya mang quà tới là được rồi. Thưa người ta buồn ngủ không chết luôn, mang quà chi đúng không? Đúng rồi, cùng nhau đi biển lắm, mặt trời mọc này. Ví dụ vậy. Cô không thức khuya mà cô chịu dậy sớm. Được. Vừa vừa thôi anh, đừng có quá là được. Đừng có quá là được. Đó, nãy giờ em nghe cô nói rồi đó. Bây giờ mình hỏi thăm người thân trước, hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ em đi với chị gái. Em chào chị Cát Tường, chào mọi người. Chào Đạt. Chị không biết là chị nên chúc mừng em hay là chia buồn với em. Thì em nói là em cần một người bạn có chính kiến. Dạ, em của chị là nó cãi tới luôn á. Thôi, thôi. Chắc buồn quá. Nên là em thấy em nóng tính á. Dạ. Em chị thì nó bướng với nó lì lắm. Em nóng tính quá em không kiềm chế được. Không có, em cỡ cái rồi em suy nghĩ chị. Nếu mà mình sai thì mình cục đuôi, mình xin lỗi. Còn nếu mà mình đúng thì mình nói cho người ta hiểu mình. Cái nghe em nói vậy chị cũng yên tâm. Dạ. Có kiềm chế. Được rồi, Đạt đi với ai đã? Dạ em có đi với anh em và chị đồng nghiệp với em. Dạ xin chào anh Quyền Linh nè chị. Dạ chào bạn. Theo nhận xét của em thì em thấy bạn An cũng tương đối phù hợp với Đạt. Đạt thì nói chung là hiền và cái tính của Đạt thì cũng rất là thẳng thắn. Thì để có phần còn lại thì để cho Đạt tự tìm hiểu. Chị nghĩ bạn này sẽ rất là hợp với Đạt. Mà bạn này thì cá tính sống có lẽ là sẽ nội tâm. Nhìn rất là dịu dàng đầm thắm. Chị nghĩ là sẽ là mẫu người vợ lý tưởng. Chị hy vọng là em sẽ về đội của Đạt. Rồi cảm ơn chị. Ý kiến của người thân là thấy ủng hộ không rồi đó. Giờ ăn thua là hai người nữa thôi nha. Kéo màn. Rồi kéo màn lên. Có 2 phút để trò chuyện với nhau. Anh thấy anh sao? Anh hiền. Để em đưa kiến cho cái anh. Hả? Em bị cận em không thấy được. Được không? Nhìn kỹ nha. Mặt đen cho nên thấy răng cũng trắng. Dạ, có răng khểnh nữa chị. Không mà em ở Bến Tre mà em ở em? Em có một bài thơ. Em sẽ đọc một bài thơ để tặng anh ha. Sáng nay tung tăng em ra đầu ngõ, bắt xe đến với bạn muốn hẹn hò. Vì tuổi em nay đã không còn nhỏ, đến gặp anh mơ một hạnh phúc to. Chị Tường anh Linh như một chiến đò, chở những hoài bão của riêng nơi ta. Nếu mai sau có về chung một nhà, kỷ niệm này giữ mãi không phôi pha. Em bạn đang trai có hát bài tặng lại em gái đi. Dạ em cũng xin hát tặng bạn nữ một bài. Từng ngày từng giờ dần dần trôi, con tim anh vẫn nhớ mong hoài. Như người làm con tim mình mong chờ, chính là em nguyện mong nhớ. Nhớ nụ cười, ánh mắt và đôi môi, giọng nó máp động viên mỗi khi em cười. Được không? Ông hát gì cũng không mở miệng luôn trời. Đạt vừa mới đọc bài gì vậy? Dạ đọc bài gáp anh. Bài gáp. Dạ. Anh có cảm nhận gì về em? Dạ thấy em cũng dễ thương. Em cũng hay giận lắm nhưng mà em giận anh cứ năn nỉ, chứ em giận mà anh im luôn là xong luôn ấy. Anh cũng chịu khó năn nỉ lắm.
mà em có mà anh chịu khó năn nỉ, em có chịu khó trả lời không? Mà khi mà anh mà năn nỉ em cứ gọi im thì người ta có... trả lời, người ta giận, người ta đâu có trả lời ba bốn tin đầu gì đó, nhưng mà nhắn tới cái tin thứ 10 thế nào cũng trả lời. Hồi đó giờ chị cũng giống với em á, mà chị chờ hoài không có ai trả, nhắn tới thứ 10 hết nha em. Tới thứ 3, 4 thôi là xuống được rồi nghe cưng, tới thứ 10 là tới 40 tuổi giống chị luôn nha cưng nha. Với khi mà anh giận mà em biết cách nhõng nhẽo với anh á thì cỡ nóng cỡ nào 1000 độ đúng còn về có 37 độ rồi. Anh yên tâm, cái đó là bản năng của em rồi. Em có sai anh cũng xin lỗi em đi. Khi mà em giận á thì anh nên xuất hiện trước mặt em, còn em giận mà anh biến mất luôn á là không, không có em càng giận hơn. Không có biến mất đâu. Ví dụ như em giận mà em nhõng nhẽo á là không bao giờ biến mất đâu. Và tự nhiên có người đâu sát bên ôm luôn à. Rồi, mỗi người một câu, chúng ta sẽ kết thúc. Em có thể cho anh một khoảng thời gian để anh chứng minh là những điều anh nói tại đây là sự thật và anh có thể làm cho em được hạnh phúc. Em hy vọng là sau hôm nay thì những điều tốt đẹp hơn sẽ tới với em và anh. Anh em móc méo không? Trời ơi, con móc méo này dễ thương ghê chưa? Dễ thương, con móc méo lại, con móc sao? Móc méo sao? Chú dễ thương quá, để nguyên. Hay rồi nha, cái vụ này hay á. Này có hai người làm chứng đó nha. Dạ. Rồi, cảm ơn, hết thời gian rồi. Ta sẽ làm thủ tục thôi. Tôi thấy tình hình nó khả quan lắm rồi. 3 2 1. Hết thời gian. Một câu chuyện tình mà chúng tôi nghĩ rằng một cái kết quá đẹp. Hôn, một nụ hôn đầu tiên để nhớ ngày gặp mặt. Đạt. Không được không em? Rất dứt quá. Dạ em tên Hằng à, em đến từ Đồng Tháp. Em năm nay 33 tuổi à. Em làm nghề gì? Dạ hiện tại em đang học spa chị. À đang học làm spa hả? Dạ. Em ở Đồng Tháp luôn? Dạ đúng. À là bây giờ mới lên đây để chơi tham gia chương trình này. Dạ. Rồi mời bên đàn trai. Dạ. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên dạ. kia. Và chào quý vị khán giả. Tôi tên tôi giới thiệu tôi tên Trần Văn Điệp, năm 1976, 44 tuổi. Quê quán ở Long An nhưng em sống ở Củ Chi và làm việc thì ở Trắng Bạc anh. Điệp làm gì Điệp? Em làm bên xây dựng các bạn, em làm bên kỹ thuật sắt anh. À kỹ thuật sắt. Dạ. Gia công và lắp ráp luôn. À. Em nói về điểm mạnh đi, điểm yếu của mình đi Hằng. Dạ điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn với mọi người. Còn điểm yếu của em là em nóng tính. Nóng tính. Dạ chứ nói chung là em nhút nhát trước đám đông. Vậy hả? Dạ. Nhút nhát mà lại nóng tính. Dạ. Ờ. Mà Hằng nhìn xinh đẹp vậy mà sao nóng tính nóng cỡ nào? Em nóng tới mức mà em có thể đập đồ luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Nóng mà đập đồ luôn á hả? Dạ. Trời ơi, bữa anh ta làm sắt đó, không biết có bẻ sắt được không? Em thay đổi mấy cái điện thoại rồi đó. Coi như đập cũng mấy cái điện thoại rồi đó, bên đàn trai ơi. Trời ơi, nghe thấy sao Điệp? Dạ, không anh cũng mình bình thường thôi. Bình thường đúng không? Dạ, dạ. Sắc em còn sợ được chứ đập điện thoại đúng không? Dạ. Nói chung trong cuộc sống mà có lúc dài lúc khác đúng chứ đâu bao giờ bình thẳng hết được anh. Mày mốt hàng cái điện thoại bằng sắt luôn. Dạ. Có đập cũng sao hết. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Điệp là gì? Dạ em thì sống tự lập và biết nấu ăn và thích ca hát. Ca hát hả? Dạ. Hát ca nhạc hay ca cổ? Nói chung là cổ nhạc đều hát được anh. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Dạ hồi lớn lên thì em có gãy đổ trong hôn nhân á chị. Hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước. Nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi. À, dạ, thì, à đã gãy đổ một lần rồi. Dạ, dạ. Có là... con chưa? Dạ, có đứa con. Mấy tuổi? Con cũng 18 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với mẹ đó chị. À vậy. Ủa, đó. Ủa nhưng mà lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ? 8 năm anh. Lấy nhau 8 năm? Dạ. Rồi đổ vỡ mấy năm rồi? 10 năm rồi. 10 năm rồi. 10 năm nay không có mối tình nào hết? Cũng có, anh cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm. Nhưng mà thú thật với anh, với chị, với khán giả đây. Thì nó đúng ra thì mới đầu là tình bạn thôi, không ngờ đi đến tình yêu. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá nhiều. Tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi luôn. Trời ơi, giỏi dữ trời. Trời ơi, cũng giỏi. Trời ơi, ông cứ dùng lời ca tiếng hát. Rồi, đổ lộp rộp hết chứ bộ giỡn ha. Mới chia tay nay cũng 1 năm chị. Mấy? Mới chia tay nay 1 năm. 1 năm nay. Rồi, vì lý do thì nó cũng bên kia thì cũng hối đến cái để kết thúc đi cưới hỏi chị. Thì em thấy thì cô gái này còn quá nhỏ nên em cũng tính là để mình tìm hiểu thêm một chút ít nữa. Thì không ngờ thì hồi năm rồi thì tự nhiên em gái đó nói với em là chia tay thôi. Em với anh ở đây là hết đường ai nấy đi. Vậy thôi. Vậy đó ngắn hả? Gọn vậy thôi. Dạ. Ngắn gọn vậy hả? Dạ. Chứ em thì em cũng tính tiến tới hôn nhân. Tại vì đúng là còn quá nhỏ nhưng mình đẩy thời gian thử thách đó mà. Thì... Nhưng mà giờ em quên hẳn chưa?
Dạ quên hẳn lâu rồi chị. Ừ, một năm rồi đúng không? Dạ em chỉ bố trí vào công việc thôi. Ừ. Với hơn nữa giờ cha mẹ không còn, mình phải lo cho bản thân mình chứ. Ừ. Cha mẹ có chu cấp cho con trai hả? Dạ con trai. Trai 18 tuổi không? 18 tuổi anh. Giờ làm gì rồi? Nó làm ở thợ bạc. Làm thợ bạc? Dạ. Thôi cũng được rồi. Dạ. Thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm. Vàng cũng đang lên nay 5-6 triệu rồi. Thôi khổ ghê. Xuống chứ lên đâu. Sáng 51 giờ lên 56 rồi. Ôi thiệt không? Thiệt. Thiệt luôn hả? Rồi thiệt. Vậy là mừng đó, chúc mừng bạn. Ừ, tối sẽ lên tới 60 giờ. Vàng kiểu này sao có vợ nổi lên. 2-3 bữa. Rồi nói nghe nè, cái điểm mạnh với điểm yếu của em là cái gì? Em á? Thì em á, vậy đó chị, giờ sống tự lập thì nay cũng cha mẹ mất nay cũng 10 năm rồi, mất năm em ly, vợ chồng em ly hôn luôn đó chị. Ừ. Cũng nói tính tình thì em cũng vui vẻ, hòa đồng, dễ gần gũi. Em cũng biết nấu ăn, rồi biết tự chăm sóc bản thân. Vậy thôi. Vậy hả, nãy giờ em có nghe bạn này chia sẻ cái điểm mạnh, điểm yếu rồi gì? Dạ. Thì chỉ có một cái tật duy nhất là hơi nóng tính. Dạ cái đó thì không sao em, chị. Em khắc được cái đó không? Dạ được. Đủ bản lĩnh để mà kềm được cái đó không? Dạ được. Được không? Dạ. Nhà gái đường tình duyên sao, kể cho nhà trai nghe coi. Thì để thủng thẳng từ từ đi ta. Tôi muốn nghe đường tình duyên nhà gái quá à. Sao cưng? Đường dạ, tình duyên của mình dạ, sao em cũng một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay. Ôi vậy em hả? có con trai gần 8 tuổi. Nó ở với em à? Dạ ở với em. À vậy đó hả? Trai cũng 18 tuổi luôn hả em? 8 tuổi anh. À 8 tuổi hả? Dạ. Ly hôn là 6 năm rồi. Thì 2 tuổi là đã ly hôn rồi hả? Dạ đúng rồi. Là em nuôi đó giờ luôn. Rồi. Em nuôi em nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa chị. Nên nhưng ở... mà cha có chu cấp tiền gì? Dạ không. Không luôn? Dạ, tự một mình một em. Một mình em là nuôi con từ đó giờ. Dạ đúng. Đó ông muốn hỏi gì ông hỏi chào đi. Chào nhà gái. Dạ em chào anh. Gái Đồng Tháp mà, trời ơi. Bén lắm, không có giỡn. Bén dữ ta. Bén lắm. Gái nhà Mân hả? Dạ không, em ở Tân Hồng á, anh Hồng Ngự. Tân Hồng hả? Dạ dạ. À. Chứ Đồng Tháp mà nổi tiếng là gái với nhau mân đẹp lắm ha. Em cũng rất là xinh, anh cũng rất là bất ngờ đó. Một đứa con 8 tuổi rồi ở với em. Dạ. Rồi công việc em là? Hiện tại em đi học spa anh. Học spa. Trước đây thì em có làm trong casino. Trời ơi, có làm casino nữa. Dạ. Thôi chuyện đó giấu đi. Là truyền hình không được đâu. À, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, biết chăm sóc gia đình, chung thủy. Ừ. Chứ nghe lời em là được. Nghe lời em là được đúng không? Trời ơi, phụ nữ vậy, cứ đàn ông nghe lời là được. Còn kệ, chẳng biết cái gì ra sao cả. Nghe lời phụ nữ là được. Nha. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc, với cờ bạc á, với vũ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không? Không, à, em thường nói với quan niệm mình đời người con gái sinh ra là để được tưng tiêu chiều chuộng. Ừ, đúng rồi. Dạ. Không nên đánh phụ nữ. Dạ. Dù chỉ một cành hoa. Dạ. Có gì chổi gì đó. Nó chơi thôi nha. Chứ không nên gọi là vũ phu phụ nữ. Được rồi đó. Dạ. Còn dạ. Yêu cầu gì nữa không? Đâu bây giờ hỏi em mong muốn cái người bạn đời sau này đi tiếp tục của em là phải như thế nào? Có một cái mẫu hình lý tưởng nào đặt ra chưa? Thì em chỉ mong là chung thủy thôi. Tại vì chuyện của em là đổ vỡ là do chồng em ngoại tình với vũ phu á chị. À. Em chỉ muốn tránh cái trường hợp đó thôi. À, tránh cái đó. Nhưng mà bây giờ em có mong ảnh ngoại hình là ảnh phải cao, da ảnh phải trắng rồi... Cái đó là càng tốt. Nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có trắng thể đến nổi đâu. Anh làm sắc, làm cũng sắc khó à. Trắng. Thay giận trắng nổi. Ông mặt trời không bén da ảnh thì lửa cũng bén da ảnh. Ảnh không có trắng. Nhưng nói mà đàn ông đen mới mạnh mẽ. Đen trắng không quan trọng. Quan trọng là tâm hồn, quan trọng là tấm lòng. Đúng rồi. Quan trọng là nhân cách. Quan trọng là sự chăm sóc, thấy không? Dạ. Ha? Mẫu hình cỡ anh Quyền Linh là được. Anh Quyền Linh à, Việt Nam có một à, chứ đâu ra. Dễ thương hơn. Dạ, ha? Dễ thương. Nhưng mà anh phải chăm sóc nhan sắc chút xíu ha. Dạ. Bởi đừng có lo làm sắc quá rồi cái bụi sắc nó cũng dướng đầy hết trơn. Giờ vô spa chăm sóc cho nó được chút xíu ha. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai bên gặp mặt nha. Chứ bên bản trắng, bên phấn bản đen phấn trắng. Rồi, em đi với ai em gái? Em đi với bạn thân em. Bạn thân ha? Dạ. Rồi, chào bạn thân. Bạn thân gần khai qua nở nhụy chưa? Dạ, tháng 12 ạ. Rồi, chúc mừng nha. Dạ. Chúc mẹ tròn con vuông ha. Bây giờ bạn, này, bạn thân thấy sao? Bạn mà thân lắm rồi mới đi đó. Đúng rồi. Coi như nặng nề vậy mà vẫn đến với bạn. Cũng
thương Hằng lắm, cho nên cho cũng vác cái bụng bầu đi chứ em vẫn còn đang nghén lắm. Thôi em cũng không làm mất thời gian của anh chị cũng như là các anh chị ở trong khán phòng hôm nay ha. Thì theo như Hằng nói là Hằng đập bể điện thoại vì nóng tính thì giống như là hơi nặng á, chứ thật ra là cái chuyện đó nó làm cho bạn đó nó cảm thấy là quá bức xúc rồi, giống như là chồng mình đi ngoại tình rồi về đánh đập mình thì mình phải có những cái phản ứng như vậy. Chứ thật ra thì đối với em mà chơi với Hằng rất là lâu rồi, cho nên em nhận xét Hằng là một người là rất là thẳng thắn, bạn ấy rất là trung thực, không có giấu giếm gì hết, có sao nói vậy, không có giận hờn ai lâu hết. Nếu như mà bạn ai mà có làm giận lắm á, thì cũng cao lắm là tự làm tổn hại bản thân mình, giống như làm hại cái điện thoại thôi, chứ cũng chưa bao giờ là làm hại đến bất cứ ai hết. Cho nên là em thấy bạn đã rất là thiệt thòi trong vấn đề là hôn nhân, gia đình, tình cảm. Từ lúc mà em quen bạn tới giờ thì em thấy toàn là những cái chuyện tình cảm đau buồn không à. Cho nên em cũng hy vọng là cũng lần này mình cũng xách hai mẹ con mình đi để ủng hộ, vì cơ hội hầu như cũng chỉ có một lần, phải biết nắm bắt cơ hội. Anh trai bên này thì em thấy ảnh rất là chững chạc. Dù sao thì một người đàn ông đã đổ vỡ thì họ cũng đã trải qua một cái trải nghiệm. Và em chắc chắn rằng nếu như mà anh mà bấm nút và hai bạn tìm hiểu với nhau á, thì anh sẽ tìm hiểu được những cái hay từ cô gái Đồng Tháp. Yeah. Đẹp như hoa Đồng Tháp. Yeah. Không hôi tanh mùi bùn. Trời ơi. Vâng, em nha. Rồi, đẹp với ai đẹp? Dạ, em đi hai anh ruột với cháu. Anh ruột ha? Dạ, hai anh. Rồi. Dạ, lời nói đầu tiên xin kính chào chị Hồng Vân, dạ, anh Nguyễn Linh anh. Và tất cả quý bà con ở trong phiên trường này. Chào nhà xin trai. Chào em. Dạ, dạ xin phép ạ. Tôi là anh rể của đẹp. Đây là anh ruột, nhưng mà anh ruột ngại không dám nói. Do đó là trai vô mới nói đúng không? Dạ, đi bốn anh em, đây là cháu này em, đây cũng em nữa. Nhưng mà cùng trước hết thì tôi cũng xin nói là về cái về bên nhà trai, bên em của tôi, em vợ. Thì Út Đẹp đúng ra tội nghiệp, hồi cũng báo với đây tất cả bà con mình là cha mẹ mất sớm. Mất nay khoảng 10 năm rồi. Thì một mình, tất nhiên có anh em nhưng mà cũng gồng gánh phần nào thôi, nhưng mà do cái tự lực gánh sinh. Út Đẹp nó cũng làm tội nghiệp lắm rồi, thời gian có vợ rồi, thời gian nay cũng thôi nhau 10 năm. Rồi một mình vậy đi làm lên Củ Chi, lên thành phố cũng đi làm. Rồi cũng về, lâu lâu cũng về, đám nhổ ông già bà già thì đều có về hết. Người thấy cũng tội. Anh em mà không gồng gánh nhau để đi làm, mà tự tại bản chất tánh nó là nó phải đi làm, tự lực cánh sinh chứ không có để mà lệ thuộc anh em. Do đó mà cũng trong cái ngày hôm nay thì có em gái rất là dễ thương. Xin cũng là thấy là tính chân tình. Tuy rằng cũng có hoàn cảnh y như em, tôi cũng hoàn cảnh vậy. Thì tôi thấy là cũng mong em đẹp là hai người mà tìm hiểu nhau thêm rồi sẽ, theo tôi là tôi thống nhất là ý kiến là bấm tốt, cũng có nút đầu bấm nút rung banh nãy giờ. Tới hai đứa là tới hôn nhân để sau này mình lo, lớn tuổi rồi lo còn cái hoàn cảnh gia đình, lo cho gia đình, cho hạnh phúc cho con cháu nữa. Đẹp ở nhà tên gì anh? Dạ cũng đẹp luôn anh. Đẹp luôn hả? Dạ. Chứ không có nghệ danh gì, nó là nghệ danh thứ mấy, đẹp là thứ mấy? Mấy anh kêu Út. Út hả? 13 người con lận, nó Út thứ 13 lận. Út hả? Dạ, Út 13. Út cuối hả? Dạ. Coi như chốt luôn á. Giàu ăn nghèo Út hốt hả? Dạ. Vậy là gọi Út hốt đi. Dạ, cha mẹ bệnh hết rồi, chết hết rồi, nhà còn nó khổ luôn. Rồi. Nghèo Út ăn, giàu Út hốt. Hay đặt Út hốt luôn được không? Được anh. Được không? Ở nhà có ai kêu Út hốt không? Không. Không hả? Dạ. Vậy mà mấy nhỏ kia kêu Út hốt thì đúng thiệt. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nè, à, gặp cái là hát. Chạy luôn liền nha. Lên liền gì về, gì về của anh hả? Về giấy của anh. Về giấy của anh nha. Không có nói gì hết. Lên câu chồng cổ liền, tặng hoa luôn. Từ từ hát em. Không, hát luôn nó mới gây cảm tình nha. Vô chồng cổ liền nha, về giấy của anh luôn, bắt đầu. Em cảm ơn à. Em cảm ơn.
đứng đó. Thôi em gửi anh món quà. Cảm ơn. Đứng chưa, đứng đó hốt hốt. Sao hát luôn hả anh? Ừ hát luôn. Anh có bài hát gửi tặng em với khán giả. Dạ. Hỏi giới thiệu lên giọng cổ luôn nào. Bằng lòng đi em về với quen có ruộng lúa đồng xanh cánh cò bay la la. Em hàng cây dần buông mái lá bên chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé lắc léo đông đưa mà nguyện chặt với quang đó. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, anh sẽ đưa em đi dạo bằng xuồng ba lá. Nếu em bằng lòng anh sẽ thưa má thưa ba, xóm dưới làng trên mọi người đều hiếu khách. Em sẽ thấy được tấm chân tình mộc mạc của anh. Bằng lòng đi em anh chinh đón em về, bằng cả lòng anh với tình quê tha thiết. Dạ xin hết. Rồi mở hộp đi, mở hộp quà đi. Em có món quà nhỏ tặng anh, đó là một dây thắt lưng. Rồi, cảm ơn. Dạ. Anh cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Rồi em gái đáp lại bài hát nào đó tình cảm thôi. Em không biết ca anh. Cái nhược điểm em là ca dở nữa. Nấu ăn cũng dở, cái gì cũng dở hết trơn anh nha. Cái đó anh lo cho em. Ủa tặng gì không biết gì vậy? Em tặng thắt lưng á chị. À tại sao em lại tặng anh thắt lưng? À, em muốn kết chặt tình thân. Kết tình thân đúng không? Dạ. Lúc nào em cũng ở cái thắt lưng của ảnh hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Tình thân của em á đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi, ý nghĩa kỳ hả? Lúc nào ta phải trói buộc tình yêu thì tự nhiên lúc nào em cũng ở thắt lưng của anh. Ủa có sao đâu, mắc cười quá à. Cái chuyện vợ chồng mà ngộ nghe quá. Sai sai thì sao? Chấp nhận làm cái thắt lưng của chồng cũng được mà, mắc cười quá à. Đúng rồi hả chị? Đúng không? Quan điểm của chị là vậy đó. Thôi tôi không thích quan điểm. Tại vì anh Linh anh không có xài thắt lưng, em hiểu không? Đơn giản là vậy thôi. Tại tôi có thắt nó cũng tuột xuống. Rồi hai đứa về chỗ xong. Dạ. Rồi nói chuyện đi cưng. À, rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em nói trước đi anh. Em cũng rung nữa, anh nói trước đi. Nói chung mình gặp trong đây cũng là một cái duyên. Dạ. Nói thiệt với anh, với em thì anh xuống đây làm chương trình là bị sự cố là xém chết rồi, chứ không phải có ngày hôm nay có mặt trong đây thì. Dạ. Thiệt cái chị Hồng Vân với anh Nguyễn Linh đó. Là sao? Bị té xe á chị. Em á hả? Dạ, xuống làm chương trình tuần rồi đó. Trời ơi, xe xuống chút xíu nó là em lọt vô lòng xe luôn mà. Trời đất ơi. Bởi vậy ngày hôm nay được nói ngồi trên đây thì cũng nói là được gặp em gái ở đây với những người thân hai bên cũng làm một cái số. Chắc có lẽ anh cũng mắc nợ em chưa trả hết. Chứ tính là em chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì biết hai cái đầu gối nè, đi làm chương trình của mặt đồi nè mà vô mấy đứa em này nó dòm nó đâu dám hỏi, tại vì thay vì quần riêng á lủng lỗ là phong cách. Còn cái này quần giải lủng lỗ nó mới dòm. Tại thấy lạ. Lại cái cắt ra luôn đó đúng không? Dạ, cái rách ra luôn á chị. Tay bên đây. Trời. Nhưng mà vô em cũng không nói gì, em cũng không nói gia đình luôn đó. Tới ngày hôm nay luôn rồi để gặp như đây thì nó nói cũng là cái duyên. Thì thôi nếu anh coi như bỏ chuyện xui xẻo, hôm nay mình có được cô gái xinh đẹp rồi. Mà ông nói hay lắm nghe Linh, ông nói hay lắm. Cái là cái số của ông á, ông còn chưa trả nợ được cô này cho nên là bữa nay ngồi đây đó. Thì cũng là cái duyên, thì nếu chúng ta cảm nhận về nhau thì em cho anh cơ hội để mình hiểu nhau nhiều hơn, tìm hiểu trong tình bạn rồi đến tình yêu. Yeah. Nếu thật sự mình là một nửa của nhau thì cùng nhau đi sẽ hạnh phúc, em thấy sao? Em phải trình bày em làm thế nào để cô ấy tin rằng em sẽ lo lắng cô ấy để biến cái duyên thành cái nợ chứ. Thì cuộc sống của anh thì nãy cũng có trình bày đó, anh đậu giải hôn nhân nhưng mà cha mẹ thì đã qua đời hết. Yeah. Em sống tự lập, cũng như là bây giờ hai đứa thương nhau thì sống ở đâu cũng được, xây dựng mái ấm gia đình ở đâu cũng được, cũng là gọi là không còn ràng buộc với gia đình bên anh. Ví dụ là em muốn sống ở Đồng Tháp hay muốn sống Long An thì anh cũng có nhà có đất. Yeah. Nhưng mà dự kiến của anh thì anh tính nếu mà có gia đình thì nếu vợ anh cùng suy nghĩ với anh thì anh tính mở một cái doanh trại, gọi là một cái trại để anh làm bên gỗ. Tại lúc trước hồi xưa ba mẹ còn sống thì anh làm kinh doanh bên gỗ. Hiện tại anh làm bên sắt hả? Bây giờ anh mới làm công nhân sắt mới đây 2 năm thôi. Cái công việc cụ thể anh là gì? Bây giờ thì anh làm bên sắt, cái thực sắt. Yeah. Tức là hàng ghế, bàn ghế không, hay không, sao? Làm bên kiến trúc, bên xây dựng. À. Làm chung cư là với nhà xưởng, nhà cao tầng. Dạ. Em có một đứa con em nuôi gì đó anh có ngại không?
Không em, đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp cũng rất là nhiều. Dạ. Theo bản thân anh cũng vậy, tại vì anh có tấm lòng nhân ái lắm, anh từng thương giúp đỡ người già, người neo đơn mà. Ví dụ như con anh cũng là con em, nó cũng sống hòa đồng, yêu cầu hòa đồng cuộc sống là được rồi. Dạ. Không phân biệt là con anh hay là con em. Dạ. Yêu cầu con nấu ăn là được rồi. Dạ. Em không biết nấu ăn luôn. Anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái đó thì được. Sống chung với bạn nhiều khi đi làm đó, sống tập thể đó, anh cũng nấu. Ai đâu có ai biết đâu à, tự tò mò nó rồi nói Điệp biết nấu ăn gì đó, biết từ từ em nấu không à. Em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đánh với nhau. Rồi bây giờ mình tính chuyện hẹn hò đi, Đồng Tháp với Củ Chi đó, hẹn sao? Để ví dụ như mình chấp nhận hẹn hò nhau thì có thể như... Hiện tại là anh sống Long An hả? Anh sống ở Củ Chi, quê ở Long An, trai mẹ ở Long An. Mấy anh thì ở Long An, anh làm gì ở Củ Chi. Rồi nếu mà trường hợp mà bấm nút hẹn hò rồi anh hẹn em sao? Thì anh có chiều thứ bảy, chiều tới chủ nhật đó em. Hơi xa nha, đi một ngày về là anh không ở lại chơi luôn á. Đồng Tháp anh biết nhiều không lắm. Em ở tận nguồn ở Đồng Tháp là chứ nó không phải là này. Em gần biên giới luôn á. Em ở huyện nào? Tân Hồng anh biết. Tân Hồng, Hồng Ngự đó. Dạ đúng rồi, gần biên giới Campuchia luôn anh. Đi Hưng gì quên rồi. Tăng Hưng hả? Khánh Hưng, Tân Hưng. Không phải. Cái gì Hưng quên rồi. Tân Hưng đúng rồi. Là em đi xuống Long An ha. Em quẹo cái đường N2 đó. Em đi thẳng xuống dưới luôn, đi tới gần biên giới luôn là Tân Hưng đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Giáp biên giới. Bây giờ có đường N2 mình đi tắt đó, mình đi tắt chứ không đi đường kia nữa. Đi cầu 79 đó. Dạ đúng rồi. Tại giờ anh cũng có bạn. Nhưng mà em cũng thấy hơi xa ấy nha. Bây giờ vậy nè, bạn này bạn đang học spa nè. Thì học để chắc chắn là em muốn mở tiệm hay muốn đi làm cho người ta? Em mở tiệm chị. Em mở tiệm dạ, đúng không? Ước mơ em là em mở tiệm. Thí dụ mình mở tiệm ở Củ Chi được không? Dạ được, bình thường đâu chị. Được chị. Thì bây giờ em nói đi, dạ. em nói cho bạn biết. Thí dụ như mặt bằng Củ Chi không? Em muốn mặt bằng Củ Chi thì mình mướn mặt bằng Củ Chi mình làm cũng dạ. Được. Củ Chi ngon à. Trời. Thiệt mặt bằng. Bây giờ nè, thí dụ giờ á, bây giờ em gái ở Đồng Tháp lên đây, nếu mà hai đứa có duyên với nhau, có nợ với nhau, dạ. Lên đây thì ở đâu? Lên đây thì ở Củ Chi, tại vì em làm là ở Củ Chi, còn Long An thì lâu lâu mới về, làm có đám tiệc đồ, cha mẹ mới về. Nhưng mà Củ Chi có nhà không? Có nhà em thuê. Chứ em không thuê? Chứ không phải nhà em ở Long An. Long An, nhà ở với ai, nhà đó của ai? Nhà em là, em lúc ba mẹ còn sống thì ở chung đó, giờ ba mẹ chết rồi em cho người ta thuê. À nhà đó là của em luôn, dạ, còn dạ. Mình em thôi. Dạ, à là ba mẹ cho em ở nhà đó không? Rồi. Dạ dạ. Nhà đó ngay mặt tiền không? Cũng ngay mặt tiền anh, mặt tiền mà đường cũng gọi là đường lộ nông thôn chứ không phải là đường lộ được rồi, dạ. Đường lộ là mở được rồi. Dạ. Nó nằm hai mặt tiền luôn. Trời ngon vậy? Nằm ngay góc L luôn. Ngang mấy? Nó 60 m² anh, ba con. 60 m² hả? 64 mặt này nè. Cũng tròn vo vậy đó hả? Vuông, nó vuông á chứ không phải. À nó vuông 4 mặt tiền, 3 mặt tiền hả? Dạ, 2 mặt tiền. 2 mặt tiền lộ. Ồ vậy là mở spa à, rồi vậy spa ở Long An là hợp lý hơn nữa. Cũng như nằm ngay cái cuộn chỏ vậy, nằm ngay góc. Rồi 2 mặt tiền lộ luôn. Ừ, vậy cũng được. Đó, đó tương lai là như vậy ha. Dạ. Còn chuyện em cảm nhận thế nào? Đó là cái tương lai. Dạ. Có thể là mẹ con lên ở đó được không? Được. Được. Cái đó làm dự tính thay gì rồi? Anh tính mở là cái trại gỗ, cái xưởng gỗ, nhưng mà thay gì? Thôi giờ để mở cái spa cho. Để mở spa cho vợ ha. Đúng rồi. Ừ, có đi. Chuẩn bị tiền cưới vợ chưa? Dạ cũng có anh. Có không? Dạ. Thay vì mình làm sắt ở Củ Chi này kia thôi, mình về Long An mình tập trung chỗ luôn, có mặt bằng luôn được không? Được anh, thì cái đó là do ví dụ cho mình vợ em, ví dụ giờ muốn kinh doanh ở đâu, mình thấy địa hình ở đâu làm ăn được thì mình cứ kinh doanh. Mình có chuẩn bị vốn cho vợ làm ăn không? Rồi, cũng có chút đỉnh nhưng mà có hết, tức là người đàn ông đã chuẩn bị hết rồi. Dạ. Đó, nói sơ sơ vậy, hai người nói tiếp đi. Rồi bạn nữ muốn hỏi gì nữa không nè? Em nghe nói là do cha mẹ mất hả anh? Cha mẹ anh mất, dạ. Nay cũng 10 năm rồi, tại hai ông bà mất cách nhau chưa đầy 1 tháng. Dạ. Bà mất, má mất 28 tháng 6, bà mất 24 tháng 7. Dạ. Năm 2008. Cách nhau có 20 mấy ngày mà hai cái tang. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Ảnh thì hiền, chân thật đó anh. Dạ. Nếu bây giờ hai người tính đi, ví dụ thí dụ tiến xa hơn nữa về ai quản lý kinh tế, rồi có sinh con nữa không? Rồi đẻ con trai hay con gái? Hỏi anh đi. Khi nếu mà em với anh tiến tới rồi, anh định dự định tương lai như thế nào? Giống như là anh muốn sinh con thêm hay không? Hoặc là...
Rồi em hiểu, anh hiểu em. Nhưng mà ý anh nói là giờ, nếu mà mình chấp nhận thương nhau á, thì giờ em cũng có cái đậu vợ, anh cũng đậu vợ. Trước mắt là giờ mình lo làm kinh tế trước đi. Tại vì em cũng có con đúng không? Anh cũng có con. Thì cái chuyện thì phải là có một đứa con chung rồi. Với anh thì em phải có một đứa con. Nhưng mà ý anh nói là vậy, mình lắng động lại một thời gian lo kinh tế trước đi rồi. Rồi đến nào là hết thấy lo con. Kinh tế và hưởng thụ. Hưởng thụ chứ đúng không? Em cũng cực quá rồi. Bạn nữ này cũng cực quá rồi. Cho nên yêu nhau mình phải đi tận hưởng đã, rồi xong rồi đúng mình tính tới cái chuyện con cái. Con cái nó cũng không muộn gì chị. Vài ba năm rồi hai đứa làm kinh tế ổn định rồi, xong rồi. Rồi như anh Quyền Linh anh hỏi đó là kinh tế ai giữ anh? Tiền bạc. Thì cái đó là chắc là giao cho vợ rồi, tại vì anh nói chung là đàn ông mà đâu có giữ tiền. Giữ là giữ, ví dụ như tiền đi đứng này kia, cà phê cà pháo, giao tiếp bạn bè vậy thôi. Rồi gọi là tiền phòng thân. Anh Linh là một ngày được phát 200 ngàn á. Anh Linh hả chị? Anh Quyền Linh. Ngày không tới đâu. Phụ quỷ căng lắm. Anh nói thật nha, nếu mà cái nghề của Điệp ở đây đó cũng dễ phát triển kinh tế lắm. Cái nghề sắt hiện nay đang phát triển, các bạn có nghĩ là chúng ta nhận chỉ cần một công trình thôi, nếu nhận đúng công trình lớn đó thì cái tiền nó cũng cũng cao lắm. Thậm chí có người nhận một cái công trình về vài tỷ là chuyện bình thường về sắt. Người ta làm không biết là em làm có nhận công trình lớn hay không thôi, nhưng theo anh đó, những cái thợ làm sắt mà kỹ thuật sắt á hiện nay rất là được trọng dụng luôn ha. Đó là cái hướng kinh tế thôi. Chồng làm sắt, vợ làm spa. Cô thấy nó cũng sai sai ngược ngược sao nhỉ? Cũng không hỗ trợ cho nhau được ha. Nhưng mà có thể vợ sẽ hỗ trợ spa cho chồng cho trẻ đẹp hơn chút xíu. Nhìn em cũng đâu đến mức mà tới bốn mấy tuổi đâu. Cảm ơn anh Linh. Không, nhìn cũng trẻ mà. Cô này cũng quá trẻ, cũng còn xinh đẹp. Bây giờ nào, vấn đề còn lại là cô ấy có rung động hay không. Em nói một câu nào đó. Hứa với cổ, nếu mà em đến với anh sẽ làm gì? Anh sẽ thực hiện điều gì? Anh sẽ lo cho con em thế nào? Con em là con của anh. Anh là con của em. Không, lộn. Em quên rồi, con em là coi như cũng con của anh. Nói sao cho cổ tin tưởng mình để cô bấm nút, đơn giản vậy thôi. Quan trọng là cô ấy đó, bắt đầu đi. Thôi thì cũng là nói chân tình, anh cũng nói với em, nếu em cảm nhận gì anh thì anh cũng xin hứa chút trước danh dự và tấm lòng của anh sẽ nguyện làm hết sức mình để đem lại niềm vui cho em và con. Rồi hết thời gian. Anh đã nói rút ruột vậy rồi đó. Chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, đặc biệt là em gái em cũng đã hiểu câu chuyện ha. Vấn đề còn lại, nếu như em ấy, em thấy cảm giác rằng đây là người có thể cùng mình bước đi suốt cuộc đời còn lại, nếu như một chút nào đó rung động và cảm tình với anh ấy, hãy cho anh ấy cơ hội. Anh thấy rằng anh ấy là một người rất là chân thành, để tay vào nút bấm đi. Vậy hơi đen chút xíu đây, thôi đây, chuyển cái tay qua đây. Hồi xưa anh cũng đen nhảnh gì đó, quan trọng spa vô nó trắng thôi. Đè nút đỏ nó vô anh Linh hả? Đè vô rủi nó không ăn sao anh Linh? Không sao, bây giờ về chăm sóc da là mấy tháng sau nó da nó trắng thôi, không sao cả. Anh Linh anh cũng đâu hơi trắng hơn em nhiều đâu mà em lo Điệp, không có sao hết trơn á. Hồi xưa anh đen còn hơn ảnh nữa luôn, nhưng mà anh nghỉ dưỡng 3 tháng là mặt anh nó đen hơn chút kia. Thôi cố gắng lên nha. Nào, 1, 2, 3 hết thời gian. Em gái không bấm. Thật sự á, anh cũng biết điều đó sẽ xảy ra, bởi vì khoảng cách giữa hai người nó cũng còn một điều gì đó nó chưa gắn kết. Có thể hai người trở thành những người bạn với nhau, cho tiếp tục liên lạc với nhau, tiếp tục trao đổi với nhau đi. Thật sự là anh rất là quý chàng trai này nha. Anh cũng quý em gái. Khoảng cách đó nếu như các bạn làm tốt thì nó sẽ thu hẹp lại. Em gái nói lên quan điểm của mình đi, tại sao em không bấm? Dạ do em chưa rung động chứ. Chưa rung động. Hy vọng rằng cảm xúc lúc đầu của em rất quan trọng. Nếu mà em cảm thấy rung động là có thể em bấm. Nhưng mà em thấy người ta nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Anh ngày xưa cũng quan điểm như thế. Nếu mà mình không ấy, mình cố gắng mình trồng cây si á. Đổ bê tông. Trồng bê tông. Trồng cây si. Hàng sắt vô đó. Xuống tới tân hồng đi cưng ha. Rồi ngày nào đó có thể rung động, có thể thay đổi một suy nghĩ người khác. Quan trọng là do cách của mình thôi.
anh tin điều đó. Bây giờ chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau. Dạ được. Anh hiền lắm nha. Anh cho em nắm tay. Dạ. Anh rất là hiền luôn. Thôi như thế chúng ta đã có duyên nhưng có nợ với nhau. Dạ. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa mảnh ghép của mình. Hãy trở thành những người bạn thật tốt để có thể hỗ trợ nhau trong tất cả mọi công việc.